Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ đã mang đến chúng ta cuộc cách mạng về kết nối Internet. Trong bối cảnh hiện nay mà cái việc phủ sóng Wi-Fi đã rất là rộng rãi rồi, và điện thoại của chúng ta nó cũng có kết nối 4G, thậm chí là sắp tới đây 5G. Vậy việc sử dụng cục phát Wi-Fi gắn SIM liệu cần thiết hay không ở cái thế kỷ này, mà thế kỷ xung quanh quá nhiều sóng Wi-Fi rồi? Thì chúng ta bắt đầu video này nhá. Chào mừng em đến với Đăng Vũ. Cảm ơn anh em đã xem video này. Hãy ấn like, đăng ký nếu video này hay và hữu ích. Bắt đầu thôi. Một trong những cái lợi ích đáng chú ý nhất của cục phát Wi-Fi di động này đó chính là nó có khả năng kết nối được nhiều thiết bị vào trong nó cùng một lúc, thay vì anh em dựa một kết nối internet duy nhất. Ví dụ như điện thoại của anh em này, anh em đăng ký SIM vào này, đăng ký mạng vào trong điện thoại của anh em này, thì gần như là anh em chỉ có thể sử dụng chiếc máy này có mạng thôi. Mình biết là cái điện thoại anh em có thể phát được ra xung quanh, nhưng mà như thế máy anh em rất nóng này, chai pin này, và nó có thể ảnh hưởng đến cả phần cứng bên trong nữa, không hề hay chút nào đúng không anh em? Hiện tại thì đa số anh em sử dụng để vào mạng lướt web, check mail đơn giản, nhưng mà nếu một khi cần làm một cái việc gì đó lớn lao hoặc là gửi một cái tệp tin lớn thì đa số chúng ta sẽ phải quay trở về máy tính. Và máy tính khi đang ra ngoài đường này hoặc là đến nơi mà không có sóng Wi-Fi thì phải như thế nào? Rất là đau đầu đúng không? Cục phát Wi-Fi giúp chúng ta luôn luôn có mạng anh em ạ. Đấy, nó sẽ giúp anh em cứu cánh rất là nhiều trong vô cùng các trường hợp khó khăn. Cái thứ hai mà mình muốn nói đến, chia sẻ đến anh em, nó rất là tiết kiệm. Nghe có vẻ buồn cười khi nói việc này là tiết kiệm. Anh em sẽ phải bỏ ra vài triệu mua một cục phát như thế này. Ví dụ như trên tay mình đây, cục phát nó cũng rơi khoảng tầm 1,5 triệu này. Và anh em sẽ phải mua thêm cục cái SIM nữa này, tùy thêm vào cái gói cước của anh em. Ví dụ luôn bản thân mình mua cái cục phát này 1,5 triệu, và mình mua một cái SIM Vinaphone 500GB một tháng, nó khoảng gần 1 triệu nữa. Nói chung là anh em sẽ phải chi ra khoảng 2,5 triệu được ngay ban đầu để có thể sử dụng được một cái cục phát hoàn thiện như thế này. Nghe chả thấy tiết kiệm gì đúng không nào? Nhưng mà thực tế anh em nghĩ mà xem, bây giờ anh em có cục phát này rồi, anh em hủy luôn 3G, 4G trên điện thoại anh em đi, mỗi tháng lại bớt được mấy chục nghìn. Tiếp theo nữa, ở trên máy tính bảng này, ở trên iPad này, ở trên laptop này, anh em sẽ không phải lựa chọn mua những phiên bản có SIM, nó lại bớt cho anh em vài triệu nữa. Ví dụ như ở những chiếc máy tính laptop mà bây giờ có kèm SIM ấy, nó rất đắt, thậm chí đắt hơn 5 đến 10 triệu so với cả phiên bản không kèm SIM. Anh em nghĩ đấy. Tổng kết lại thì khi em mua cái cục phát Wi-Fi và SIM này, nó sẽ giúp anh em tiết kiệm rất nhiều trong cái việc mà anh em mua sắm các thiết bị khác. Chỉ cần nó bắt Wi-Fi là đủ, không cần phải gắn SIM nữa. Tiện không anh em? Mình thấy rằng vừa tiện vừa tiết kiệm dành cho anh em. Và điểm thứ ba mà mình muốn chia sẻ với anh em, đó là cục phát Wi-Fi 4G này nó mang lại sự linh hoạt và sự tiện lợi dành cho anh em. Em có thể dễ dàng mang theo nó đi du lịch này, đi công tác này, hoặc thậm chí đơn giản là ra quán cà phê sử dụng cũng được luôn. Anh em biết bây giờ các mạng Wi-Fi ở quán cà phê đa số là vô cùng nhiều người dùng đúng không? Thậm chí nếu mà anh em uống Starbucks ấy, thì cứ 1 giờ nó đổi pass Wi-Fi một lần, anh em lại phải ra lễ tân xin lại một cái mẫu giấy để nhập Wi-Fi lại. Nó nghe cồng kềnh và mất thời gian đúng không? Cứ 1 giờ lại phải ra. Mà bây giờ anh em một quán Wi-Fi, anh em biết đấy, mạng nhiều người dùng như thế thì nó không thể nhanh được. Bây giờ chúng ta có cục phát này, chúng ta có thể sử dụng riêng mạng của bản thân. Tiện không? Mình thấy rất là tiện lợi. Mà đi công tác này hay đi những nơi mà không có sóng Wi-Fi á, đây, cứu cánh, phát cho cả xe dùng sử dụng luôn. Đến nhà nghỉ, đến khách sạn mà mạng phèn á, bật lên sử dụng chung thôi nào. Được không? Ok, bây giờ chúng ta đến với cái điểm cuối cùng mà mình thấy rằng cái cục phát Wi-Fi này rất là ý nghĩa, đó là tính bảo mật. Tại sao mình nói như thế? Bây giờ anh em đi ra Wi-Fi công cộng này, hoặc là anh em đi làm Wi-Fi ở công ty anh em, tất cả những nơi đó không ai có thể nói trước anh em là nó có bảo mật hay không. Anh đăng nhập cái này, đăng nhập cái kia, không ai biết được, đúng không? Nhưng mà thực tế ở Wi-Fi công cộng hoặc là ở Wi-Fi những nơi mà chúng ta không hề biết ấy, nó rất dễ dò dỉ dữ liệu. Mình có nhớ rằng vài lần gần đây mình đi ra các quán cà phê bên ngoài ấy, 2 lần này, hoặc là The Cafe House, có thể thôi nhá, mình cũng không nhớ nữa, nên có thể bây giờ anh em ra đã khác rồi. Anh em sẽ phải nhập tuổi này, anh em sẽ phải nhập mail này, thì anh em mới được lấy Wi-Fi miễn phí của họ. Không, rất là lạ lùng mà tính bảo mật nó bị mất. Bây giờ chúng ta sẽ chỉ cần có cục phát này thôi, ra Wi-Fi á, đấy, cần hỏi Wi-Fi tự dùng cho bản thân, nó cực kỳ an toàn, cực kỳ bảo mật dữ liệu, không có ngại sắm cái gì cả, được không? Ok, đơn giản thế thôi. Tuy nhiên có ưu điểm thì cũng có nhược điểm, cũng không khen quá được đúng không? Mặc dù nó có rất nhiều lợi ích, nhưng mà nhược điểm mình thấy rằng duy nhất đó chính là anh em sẽ phải mang nó đi hàng ngày, thay vì việc
anh em mua một cái laptop có sản SIM á, gắn vào là xong. Anh em sử dụng điện thoại á, đăng ký gói 3G là xong. Bây giờ chúng ta sẽ phải để ý rằng mình sẽ phải sạc pin cho nó này. Đấy, mình sẽ phải bật máy lên sử dụng này, đợi nó loát loát các thứ rồi các thiết bị khác nó mới có mạng này. Hoặc là khi đút đi đút lại anh em phải đút vào túi quần các thứ, nó cũng chiếm một phần diện tích phải nhớ mà mang đi mang lại, hôm nào mà quên á thì khỏi dùng luôn. Đó là những nhược điểm của nó. Và anh em thấy rằng ở cái thế kỷ này, ở cái xã hội bây giờ, một cục phát wifi 4G liệu có cần thiết hay không thì có thể bình luận phía dưới cho mình biết nhá. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều. Hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. À, nếu anh em muốn mua những chiếc máy Surface thì anh em nhớ đến Năng Vũ nhá. Hiện tại đang có chương trình khuyến mãi tặng chuột mua em mau trị giá 1 triệu dành cho những anh em nào mua hàng trong khoảng thời gian ở trên màn hình nhá. Hãy đến Năng Vũ ngày hôm nay. Cảm ơn anh em. Bye bye.